Tức là cái phần bên trên này giống như là cái phần vai của con bò các bạn. Nên các bác thường gọi là giường vai bò. Xin chào các bác. Nếu như các bác đang tìm kiếm một chiếc giường vừa đẹp, vừa bền mà giá phải chăng, thì trong video này em Chiến sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc giường chất liệu bằng gỗ đỏ với cái tên gọi rất là hay, đó là giường vai bò. Tức là cái phần bên trên này giống như là cái phần vai của con bò các bạn. Nên các bác thường gọi là giường vai bò. Trên này là một cái u và dưới là một cái vai bò. Cảm giác như cái giường rất khỏe. Kết hợp với màu gỗ đỏ nize với một cái màu vàng của gỗ tự nhiên, rất đẹp, sang trọng mà bền. Bây giờ em Chiến sẽ review chi tiết hơn để cho các bác cùng tham khảo và chiêm ngưỡng. Bây giờ Khún có thể quay một vòng, đi một vòng cho các bác xem, vừa chia sẻ vừa giao lưu cùng với các bác luôn. Bây giờ sẽ đo kích thước trước các bạn. Ngang là 1m90. Đấy, ngang 1m90, chiều dài là 2m17. Theo như em Chiến thì giường này ngang 1m90, dài 2m17 này là mình có thể ngủ thoải mái hai người rồi. Nếu như mà gia đình nhà anh chị nào, nhà bác nào mà có một con nhỏ hoặc là hai con nhỏ thì có thể ngủ thoải mái. Chỉ cần một người con nhỏ thôi, một người con là ngủ sẽ thoải mái, hai người cũng được, nhưng mà hơi chật một tí. Hai vợ chồng thì ngủ hai bên, con thì ngủ ở giữa. Rất là tình cảm các bác nhỉ, rất là gần gũi. Đấy là cái chia sẻ một chút như vậy. Giường 1m9 ngủ 3-4 người, nhưng mà hai người to, một người nhỏ thôi. Còn ở đây là cái phần phần đầu giường đấy các bác này. Giường này thì là cái bản này là dày 8 phân. Đấy, dày 8 phân. Chất liệu gỗ đỏ với những đường vân cực kỳ là đẹp mắt ở trên này. Đây, có thể đưa máy vào gần hơn để cho các bác xem này. Đây là những đường vân gỗ của gỗ đỏ này. Chất gỗ rất là mịn, sáng. Ở trong miền Nam thì các bác rất thích cái dòng gỗ này các bác. Rất gỗ, rất là thích. Đây là cái phần U của nó này. Đấy, phần U giống như bò. Đấy, còn đây là cái phần phần mặt đây này. Đây này. Ở đây thì trang trí những cái họa tiết ở trên này rất là sang đẹp. Sang đẹp. Đây là những cái họa tiết về hoa lá tây. Hoa lá tây. Đấy, đây là họa tiết giống như là một cái chi tiết rất là đẹp. Đó, hoa lá tây này. Nhưng những chi tiết cái đường cổ chỉ. Đấy, cổ chỉ. Đấy, trơn tru các bác nhá, trơn tru nhá. Trơn như này thì mình dễ lau chùi. Đấy, dễ lau chùi các bác. Cái bản ở đây là cái ván ở chỗ này là ghép ván 2 phân. Còn cái trên này thì là 8 phân. Đấy, 8 phân. Đấy, chiều cao, bây giờ đo chiều cao đây xem nào. Chiều cao chỗ này cao nhất là 1m15. 1m15 các bác, 1m15. Ván ở trên này thì sẽ là 2 tấm ván. Đấy, 4 tấm ván. 4 tấm, 1 tấm này. 2 tấm này. Đấy, 2 tấm này. 3 tấm này, 4 tấm này. Đấy, còn lại là những cái tấm ghép nhỏ bên này. Đấy, tạo nên một cái mặt phẳng rất đẹp, rất là sang, giống như là gỗ nguyên khối luôn. Gỗ nguyên khối dày luôn. Đấy, còn đây là cái phần vai giường. Phần vai giường ở đây sẽ bản sẽ là dày 3 phân rưỡi. Bản dày 3 phân rưỡi và rộng là 22. Rất chắc chắn rồi. Các bác yên tâm là dòng gỗ đỏ ấy rất là chắc, rất là bền. Nếu như mà các bác có di chuyển, có hoạt động ở trên này mạnh ấy, thì yên tâm như các bác nha. Yên tâm là rất là chắc chắn. Đấy, rất chắc chắn, các bác yên tâm đấy. Nhún. Đấy, nhún. Đấy, nó chỉ hơi nhún một tí thôi. Bởi vì anh em thiết kế ở dưới này là có những cái thanh gỗ rất là cứng chắc rồi. Đấy, rất cứng chắc các bạn. Đấy, chống đẩy thoải mái. Các bạn yên tâm chưa? Chống đẩy thoải mái luôn nhá. Còn đây là cái phần đầu giường này. Tất cả chi tiết cũng rất là không quá cầu kỳ. Đấy, nó chỉ có những cái đường chi tiết là cái đường cổ chỉ ở đây thôi. Đấy, đây là hoa tiết, nó hoa lá tây một tí. Đường cổ chỉ đơn giản. Chính vì đơn giản này sẽ lau chùi dễ dàng các bạn, dễ dàng. Toàn bộ 100% là gỗ đỏ. Đây các bác nhìn này, những cái đường chỉ này. Đấy, các bác thợ là rất là khéo tay.
với một chiếc giường chất liệu bằng gỗ đỏ này ấy, nó chỉ 29 củ khoai thôi các bác, 29 củ khoai thôi. Nếu như các bác muốn tìm hiểu chi tiết hơn một mẫu giường chất liệu bằng gỗ đỏ như thế này, theo như em Chiến đánh giá thì đây là một mẫu giường thông dụng, đáp ứng đủ tiêu chí này, bền, đẹp, chất liệu gỗ quý, giá vừa phải. Và các bác yên tâm, đối với chiếc giường này anh em sẽ tháo ra, sau đó là đến nhà các bác mới lắp đặt. Như thế sẽ rất tiện cho việc vận chuyển. Đấy, vận chuyển. Các bác có không gian nhà nó chật hẹp hay là đường đi lối lại nó nhỏ thì đừng lo vấn đề gì cả. Anh em sẽ lắp đặt tận nơi, nên các bác yên tâm nhá. Em Chiến đang review trực tiếp tại cơ sở 2 520 Lê Văn Khương. Nếu như các bác quan tâm tới sản phẩm giường này, bác nào yêu quý em Chiến, yêu quý anh em sơ đồ gỗ, muốn sở hữu ủng hộ anh em thì hãy comment OK Chiến ở phần bên dưới, hoặc là alo trực tiếp, em Chiến sẽ tư vấn kỹ hơn mẫu giường này hoặc những mẫu giường khác. Và bên kia rất nhiều tủ nữa, rất nhiều tủ nữa, nội thất đầy đủ coi nhá, đồ gỗ nguyên khối, tủ bình dân, rất nhiều mẫu mã và chất lượng khác nhau, em Chiến sẽ đáp ứng đầy đủ cho các bác. Bây giờ thì em Chiến sẽ kết thúc video ở đây. Chân thành cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.